nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, toàn thể giáo hội Việt Nam chúng ta hôm nay long trọng cử hành thánh lễ tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng được giáo hội Việt Nam chọn là bổn mạng. Chính vì thế, hiệp dâng thánh lễ giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng với các thánh tử đạo để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn, vì chính Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Ngài xuống trên các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta. Và các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đã trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trong lòng dân tộc chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh xin ơn bình an. Thánh lễ hôm nay chúng ta cũng hiệp lời với ca đoàn Hương Triều để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng kính bổn mạng. Chúng ta cũng hiệp lời cầu nguyện cho các linh hồn của các ca viên trong ca đoàn Hương Triều. Cầu nguyện cho linh hồn Maria, Giuse, Anton, Nicola, Elizabeth, Paolo, Anna, Micaea, Teresa, Andre, các linh hồn mỗi người chúng ta có ý nguyện xin, các linh hồn nơi nhà chờ phục sinh, các linh hồn thai nhi cùng các đặng linh hồn. Để lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa giờ đây được đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm sám hối những lỗi lầm thiếu sót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Tình chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con đã ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa. Chúng con ngợi Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua ở trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ
Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Việc lớn
ra đi, đi mà đẫm trâu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây. Lúc về, về sẽ gieo vui và trên vai mang nặng lúa vàng. Ai nghe nào ra đi gieo sầu, cố gắng mai sau gặp lại người. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã treo nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để xét sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời hiệu triệu mời gọi của Chúa Giêsu khi xưa
vẫn còn đầy tính hấp dẫn, vẫn còn có tính thời sự và tràn đầy ý nghĩa cho con người ở mọi thời đại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhìn về lịch sử truyền giáo và phát triển của Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta cho đến ngày nay đã được hơn 400 năm. Kể từ năm 1533 khi hạt giống tin mừng đầu tiên được gieo vào trên mảnh đất quê hương, đất nước Việt Nam chúng ta. Cũng kể từ đó thì lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Lời mời gọi ấy lại được vang lên một cách khẩn thiết. Và kể từ đó cũng hàng lớp lớp chứng nhân đã tiến lên bước theo Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người ta ước lượng trong khoảng từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, trong vòng 3 thế kỷ thì đã có trên 130.000 tín hữu phải chịu chết vì đức tin, phải chịu chết vì đạo, vì tin mừng. Và trong số 130.000 tín hữu như thế, Hội Thánh đã tuyên phong 117 vị các thánh tử đạo Việt Nam và một vị là Chân Phước. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con số 117 hay là 118 vị được tuyên phong ở đây chỉ là những con người tiêu biểu để nói lên cái niềm tin của người dân tộc Việt Nam chúng ta. Quả thật các thánh tử đạo Việt Nam 117 vị, những con người đã sẵn lòng, đã sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho đức tin. Các ngài đã băng qua sự chết để đi vào sự sống bất diệt. Triều thiên của các ngài được lãnh nhận hôm nay, đó chính là niềm tự hào cho con cháu chúng ta sau này. Các ngài đã đổ máu để hạt giống đức tin được thấm đậm trên mảnh đất quê hương chúng ta, và để rồi từ đó hạt giống đức tin không ngừng trổ sinh hoa trái. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cảm thấy có một cái sự lạ lùng, đó là càng bắt hại đạo thì đạo lại càng được củng cố, số tín hữu ngày càng gia tăng. Đó là một điều mà chúng ta lại cảm thấy nó rất là nghịch lý. Trong khi đấy chúng ta thử nghĩ xem, nhiều khi chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta gọi là tự do, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do chọn lựa. Đôi khi cái sự tự do như thế, cái sự phóng túng, thoải mái, dễ dãi như thế lại không làm cho đức tin được phát triển một cách phong phú, sâu xa. Chúng ta nhìn về các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài sẵn lòng chết không phải bởi vì các ngài thích chết đâu. Các ngài cũng là những con người yêu gia đình, các ngài cũng là những con người yêu tha nhân, các ngài cũng là những con người yêu anh em, yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu đất nước, yêu dân tộc. Các ngài cũng là những người công dân trân trọng đối với chính quyền. Thế nhưng chúng ta thấy các ngài đã sẵn sàng chết, chấp nhận, chịu chết bởi vì để bảo vệ cái đức tin tinh tuyền của mình. Các ngài đã sẵn lòng chết bởi vì tình yêu của các ngài dành cho Thiên Chúa vượt trên tất cả. Chính vì thế cái bài học mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay được mời gọi khi chúng ta cử hành thánh lễ để tôn vinh, để kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam, cái bài học đó chính là chúng ta tôn vinh cái sự sống. Cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam đã chỉ cho chúng ta thấy sự sống là gì.
Cái chết tự nó không có ý nghĩa và không có giá trị. Thế nhưng cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam lại cho chúng ta thấy cái giá trị của sự sống. Và sự sống ở đây chính là tình yêu. Tình yêu mà các ngài đã dành cho Thiên Chúa, tình yêu mà các ngài đã dành cho tha nhân, và các ngài đã sẵn lòng đổ máu mình để mà chứng minh cho cái tình yêu như thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của con người chúng ta, khi mà thiếu vắng tình yêu, khi mà vắng bóng Thiên Chúa, thì chúng ta thấy điều gì ập tới? Phải chăng là hận thù? Phải chăng là sự chết? Chúng ta thấy cái giá trị của sự sống từ bài học nơi các thánh tử đạo Việt Nam cha ông của chúng ta. Và để rồi khi mừng kính các ngài, chúng ta cũng không tìm đến cái chết giống như các ngài. Bởi vì nếu như hỏi quý ông bà anh chị em ở đây, có ai muốn chết như các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta không? Chắc có lẽ chẳng ai dám. Và nhiều khi chúng ta có muốn thì chúng ta cũng chẳng có cơ hội để được làm chứng giống như các thánh tử đạo cha ông của chúng ta khi xưa. Thế nhưng ở đây mỗi người chúng ta cũng được mời gọi chết đi cái con người yếu đuối, thấp hèn của chúng ta, để rồi chúng ta cũng bước theo các thánh tử đạo, đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Mỗi người chúng ta có thể nhìn sơ cái thập giá mà mỗi ngày chúng ta vẫn đang phải mang, phải vác, đó là gì? Và chúng ta đã sẵn lòng, sẵn sàng để vác cái thập giá đấy hay chưa? Cái thập giá ấy có khi là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Bổn phận của một người cha, bổn phận của một người mẹ, bổn phận của một người con, bổn phận của một người công chức, bổn phận của một người phục vụ xã hội, phục vụ con người. Ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho cái nến bạc là khả năng, là trách nhiệm, là sứ mạng để chúng ta phục vụ, để chúng ta yêu thương, để chúng ta làm chứng, để chúng ta làm cho cái sự sống của con người mỗi ngày được tràn trào, được dồi dào và được hạnh phúc hơn. Và chỉ khi mỗi người chúng ta dám từ bỏ đi cái sự ích kỷ của mình, cái sự tham lam của mình, từ bỏ đi cái sự sân si của mình, từ bỏ đi cái yếu hèn, tội lỗi của mình, và chúng ta đảm nhận lấy cái sứ mạng, đảm nhận lấy cái trách nhiệm, đảm nhận lấy cái ơn gọi mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi đó chúng ta cũng đang trở thành những chứng nhân, khi đó chúng ta cũng đang là những con người từng lớp lớp tiến lên theo gương của các thánh tử đạo Việt Nam cha ông của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ước gì mỗi khi chúng ta nhìn về các thánh tử đạo, những người đã hy sinh, những người đã đổ máu để chứng minh cho niềm tin của mình, chúng ta được mời gọi hẳn diện về đức tin mà mỗi người chúng ta đang có. Chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo. Các ngài đã đổ máu để lại cho chúng ta di sản đức tin. Đó là một di sản quý báu tuyệt vời. Thì chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải tự hào về cái đức tin mà mỗi người chúng ta đang có. Cái sự tự hào đó mời gọi mỗi người chúng ta phải sống cái đức tin mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận. Cái sự tự hào đó nó mời gọi mỗi người chúng ta phải làm chứng cho cái đức tin mà mỗi người chúng ta tuyên xưng hàng tuần, tuyên xưng hàng ngày. Cái sự tự hào đó mời gọi mỗi người chúng ta phải dấn thân loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh, ở mọi môi trường, nơi mà chúng ta đang sống, đang hoạt động, đang hiện diện. Và có như thế thì chúng ta mới xứng đáng,
để được gọi là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Có như thế thì ngày lễ hôm nay mới thực sự đem lại cho chúng ta ân sủng và hạnh phúc khi chúng ta tôn vinh, chiêm ngắm các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo hội của chúng ta có 117 vị tử đạo và một vị chân phước. Ngày hôm nay con muốn giới thiệu đến quý ông bà, anh chị em, cũng có mấy chục vị chưa tử đạo nhưng mà đang làm chứng. Quý ông bà, anh chị em có biết là ai không? Con muốn nói đến ca đoàn Hương Triều. Ngày hôm nay mừng bổn mạng, không biết ca đoàn Hương Triều chọn thánh nào ở trong 118 vị tử đạo Việt Nam để mà noi gương bắt chước. Con không biết, nhưng mà chung chung là chọn các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng mà khi chọn các thánh tử đạo Việt Nam thì chúng ta biết chẳng có một vị thánh nào mà được chết một cách êm ái nhẹ nhàng hết. Tất cả những cái hình thức xử tử và tra tấn, hình thức nào cũng nặng nề. Điều đó muốn gợi lên cho ca đoàn Hương Triều điều gì? Khi chọn các thánh tử đạo Việt Nam để làm quan thầy bổn mạng của mình, cũng muốn nói với mỗi ca viên rằng chúng ta cũng phải cố gắng hy sinh. Chúng ta được quy tụ trong cái sự khác biệt về nhiều phương diện, nhưng mà tất cả đều được quy tụ để cùng nhau dâng lời ca tiếng hát mà dâng lên Thiên Chúa để giúp cộng đoàn cầu nguyện. Ước chi tất cả những ca viên trong ca đoàn Hương Triều mỗi khi đi tập hát, mỗi khi đi hát lễ, thì cái lời ca tiếng hát hay là cái nhạc cụ mà mình hòa vào để nâng tiếng hát cộng đoàn, tất cả những điều ấy giống như là hương chiều tỏa bay trước thánh nhan, để lời ca tiếng hát của mình thực sự là lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, để lời ca tiếng hát của mình thực sự là lời cầu nguyện và giúp cộng đoàn cầu nguyện, giúp cộng đoàn hướng lòng về Chúa. Quý ông bà, anh chị em biết ca đoàn Hương Triều theo như con biết thì được thành lập đến nay đã được 50 năm. Có phải không ạ? 50 năm hay 49? Có một cái sự tranh luận nhẹ, không biết là 50 năm hay là 49. Nhưng mà 49 hay 50 thì cũng xem. Quý ông bà, anh chị em biết 50 năm, một cái chặng đường khá là dài. Nhưng mà để duy trì một cái tinh thần, một cái tinh thần phục vụ, một cái tinh thần dấn thân, một cái tinh thần đoàn kết với nhau trong một tập thể như thế không phải là chuyện đơn giản. Chính vì thế, ca đoàn Hương Triều, các ca viên khi nhìn lại một đôi nét cái lịch sử của mình, con không biết nhiều về lịch sử của ca đoàn Hương Triều, nhưng mà nhìn về con số 50 năm thành lập và phát triển, 50 năm mà noi gương các thánh tử đạo nữa thì có lẽ cũng đã được rất nhiều các chứng nhân. Ngày lễ hôm nay cũng cầu chúc cho ca đoàn Hương Triều tiếp tục giữ được cái phong độ để tiếp tục phát triển cùng với các thánh tử đạo, để làm cho cái hạt giống đức tin nơi cái môi trường mà các ca viên đang hoạt động luôn được phát triển một cách phong phú dồi dào. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của các thánh tử đạo cũng ban nhiều ơn lành cho các ca viên của ca đoàn. Quý ông bà, anh chị em biết cũng phải hy sinh lắm. Nhiều khi cũng công ăn việc làm, nhiều khi cũng bận việc con cháu gia đình, nhưng mà vẫn sắp xếp thời gian để đi tập hát, để phục vụ các thánh lễ 4 giờ ngày Chúa Nhật và một số thánh lễ trong các ngày thường. Một cái sự hy sinh không đơn giản, một cái sự hy sinh rất nhỏ, nhưng mà nó là một cái sự hy sinh liên lụy, thì nó là một cái sự hy sinh không hề đơn giản.
Kính thưa quý bà anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhìn về các thánh tử đạo Việt Nam để rồi chính mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hiến thần cho Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Chúng ta hiến dâng để từ bỏ tất cả những gì bất xứng, để chúng ta dâng cho Chúa những gì tốt nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta tin tưởng chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Sự trung thành, sự đơn sơ, sự ngay thẳng, sự trung tín của mỗi người chúng ta, khi chúng ta sống đức tin thì chính mỗi người chúng ta cũng sẽ được chung phần vinh dự, để chung hưởng vinh quang cùng các thánh tử đạo Việt Nam sau này trên thiên quốc. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha con đấng thân cao thánh trời đất, một bậc hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà vẫn được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, đời quan phong Si-ô Phi La Tô. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa, để muôn ngàn hoa trái đức tin được trổ sinh trên quê hương chúng ta. Chúng ta xin cho các tín hữu Việt Nam giữ vững đức tin giữa thế giới tục hóa này. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu thấm thiết với Đức Kitô, để nên chứng tá sáng ngời cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhường,
và nhiệt thành phục vụ mọi người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam, dù hiện diện bất cứ nơi đâu, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng lối sống chân thật, công bình, bác ái, phù hợp với tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói, ai muốn theo tôi phải phát thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện, trong sạch và hiến mình phục vụ tha nhân, để đời họ được định hướng theo ánh sáng tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền sống động mãi nơi các thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc cha ông chúng con can trường hiến dân mạng sống làm chứng cho đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con.
xin cũng thương chấp nhận của lễ tín dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những con người vốn mỏng giòn, yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đón trên Chúa chiều trên và tin sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo mục Giuse, Đức Cha Phụ tá Giuse, giáo phận chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện hôm nay, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chúng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời, giao chuyện tình mới.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cha và cộng đoàn ngồi nghe rao lịch và thông báo. Hôm nay ngày 17 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 21 thứ năm, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. 22 thứ sáu, Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. Và Chủ nhật tuần sau, ngày 24 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Thông báo: hôm nay là ngày thế giới người nghèo, và theo lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám mục, xin anh chị em quảng đại đóng góp cho quỹ bác ái xã hội Caritas để có điều kiện chăm lo cho người nghèo, các bệnh nhân và người khuyết tật, đặc biệt là hỗ trợ các trẻ em nghèo thiếu điều kiện đến trường. Trong ngày kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam cũng là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam. Kính mời các thành viên hội đồng mục vụ họp cuối năm phụng vụ vào lúc 7 giờ tối thứ ba tuần này, 19 tháng 11. Ngày thứ sáu tuần này, ngày 22 tháng 11, lễ Thánh Cecilia là bổn mạng của ca đoàn Cecilia phục vụ trong thánh lễ 17:30 Chủ nhật hàng tuần. Xin cùng hiệp thông chúc mừng và cầu nguyện cho ca đoàn trong thánh lễ 5:30 chiều thứ sáu tuần này. Và Chủ nhật tuần sau, các cha phó nhà thờ Đức Bà sẽ đến thăm giáo xứ chúng ta và chia sẻ với cộng đoàn về tình hình trùng tu nhà thờ Đức Bà. Xin anh chị em vui lòng một lần nữa trong tháng 11 này, chúng ta quảng đại giúp cho công việc chung của giáo phận. Và hôm nay cũng là bổn mạng của ca đoàn Hương Triều. Cùng với tiếng chuông đang ngân vang, người cộng đoàn chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho ca đoàn nhân dịp bổn mạng. Giờ đây mời anh chị em đứng, chúng ta lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.